Thầy xong xuôi cái thầy mới nói chuyện nói Phật tử nói, tôi đang có cái chuyện Bồ Đề Tràng á. I think you know Mr. Lee. No, that's and you not come. Cái là thầy mới nói quý bà con nào mà có rảnh thời giờ đó nè, nói thời giờ nhớ mua vé đi qua chiêm bái đó Phật. Mình chỉ nói tổng quát vậy đó. Cái bữa trưa làm sao mà thầy nghe cái kèn nó hồi trước nó không có đi đường này nè. Nghe cỡ tin cái thầy lên thì đứng cái tầng thứ hai đó. Mình nhìn ra mà thấy cái thằng này nó bận đồ công lê, áo màu trắng, cà ráp màu xanh, quần màu trắng, mang đôi giày màu trắng. Thầy cứ nhìn hoài nó. Mình nhìn để mình coi cái thằng nào quen. Cái nó mà đứng ở ngoài nó mang cái túi vô. Thầy ơi thầy. Thầy nói ai vậy? Con là thằng Lý đây. Con Lý đây mà mình chứ bóc trong túi mình coi cái thằng này nó đâu. Mà nhìn hoài không nhớ mình gặp đâu. Cái nó đi gần thầy. Con là Lý đây. Thầy quên Lý rồi à. Thầy quên con nhưng mà con không có quên thầy. Khi nó nói vậy mình biết thằng này mắc dây rồi. Cái đi vô cái sư ông vô tới cái chỗ hồi đó đâu có cái building này building kia à. cái phòng ăn á, vô cái đang đứng nó kéo tay thầy bắt ngồi đây ông nội. Kêu ông nội ở cái xứ gì mà kỳ cục quá, đồ mất hết trơn rồi, bây giờ con còn có mấy chai nước tương với mấy hũ chao, mở ra cúng thầy. Cúng thầy xong cái nó móc một đống tiền đô la đó, đừng có nhỏ nhỏ đến sạch đâu, thầy nghĩ chắc cũng 300 đô la. Nó bỏ trong cái bao cho nó đưa thầy nè, cái tiền này đó con cúng cho Phật để thầy đốt nhang đèn cho Phật, nhưng mà ông nội đừng xài bậy bạ nha. Nên là thầy cũng hỏi làm sinh bây giờ biết nó là vậy đó. Cái xong nó móc cái tiền đâu cũng 100-200 thì nó bỏ cái bao thơ khác nữa luôn. Rồi là tôi biếu thầy nè để uống cà phê, nhưng mà nhớ đừng có xài lộn xộn nha. Làm sinh mình biết nó mất dây rồi cũng kể. Trời ơi bây giờ đồ đạc con mất hết rồi, bây giờ con không có đồ tắm đồ thay. Mình thấy nó vậy đó. Cái thầy vô mới thầy mới lấy mấy cái bộ đồ Ấn Độ đó ra đưa cho nó bận, nó tắm đó. Nó tắm xong đi tới rồi nó, mẹ nội bận cái đồ gì xấu quá thầy. Thì mai mẹ đi mua nha. Mai đi mua. Cái tự nhiên nó gặp cái con Lan học bên anh á, nó cũng qua đi chim bán. Nó gặp Lan cái tự nhiên quá. Em ơi em, gặp ta chưa quen, em ơi em. Em ở đâu tới? Nói dạ em ở London qua chim bán, ghé chùa. Em tên Lan à? Nói dạ em tên Lan. Vậy là điểm đấy. Nó làm con mình thiệt. Rồi có dạ là điểm đấy nhá. Là thầy ngồi thầy mới thích cười hoài, thích cười thiệt chùa mà lâu lâu có mấy thằng mắt dây. Em có biết nấu không? Vô đây anh dạy nấu. Nó vô rồi nó biểu nhỏ cắt cải rồi đó. Không biết con Lan nó cắt làm sao, nó một đồ quánh bể đầu con Lan. Con Lan nó chạy qua nó thờ ơi, cái anh hồi nãy anh kêu con vô lặt ra hoặc cỏ mà anh đòi đánh con gãy đầu. Cái thầy kêu Lý, mày chạy đó, ta con gái mày làm gì mày đòi đánh gãy đầu. Con nhỏ nó chứ ai đánh. Con nhỏ cho nó sợ cười luôn. Ngày nào có chuyện cười. Cái nó kể chuyện vui, nó kể ngày nào có chuyện cười nó. Trời ơi chùa thầy đẹp quá mà đó nó không cấm cây à. Chùa thầy đẹp thơ mộng quá mà sao không có tiếng gì, không có tiếng gà gáy. Tao nói cái thân tao lo không xong tiền, thời giờ đâu tao nuôi gà.
nói vài bữa cái ra ngoài chợ gà da mua mấy con gà về. Nó mua mấy gà về, nó mua cái gốc này nè. Cái thầy mới đứng trên thầy coi, mỗi ngày nó cho ăn rồi nó săn sóc con gà. Thì 3-4 bữa sau thì hai con gà có một con gái, một con không gái. Thầy đứng trên thầy hỏi Lý, sao mày mua hai con mà hôm qua nè tao thấy có con nó gái à. Thầy mới vừa hỏi cái nó nạt thầy không. Có chuyện chúng mà thầy không biết. Con gà kia nó chưa gái là vì nó còn vị thành niên. Nó chưa có hộ khẩu. Cười nó buồn. Ngày nào có chuyện cười. Ông chưa mà còn như chuyện đó có chừng kia nó vui thế á. Rồi nó khoe với thầy biết không? Thầy đừng có coi thường con. Con ở bên đó nhờ con nấu cơm giỏi với con làm cái gì đó bánh mà người nào cũng muốn gả con gái con hết, nhưng mà con thấy đàn bà con gái giờ con sợ rồi. Hỏi sao mày sợ? Dạ con bị mấy đứa nó gạt con. Cực người đó bữa cái là bữa đó nó làm cái bánh gì quên rồi, cái bánh gì mà ăn dẻo dẻo, cái bánh gì mà gói lá chuối á, bánh ít đúng bánh ít. Thì nó đi chợ đó, nó thấy ngoài Ấn Độ bán bột. Nó về nó nói thưa thầy con làm bánh ít số 1. Thầy nói đây đâu có bột mà làm. Nó dạ không, không quá con đi ngoài chợ thầy ngoài kia nó bán bột đầy hết á. Mình nói vậy nó về nó mua. Nó mua nó làm rồi nó cắt chuối rồi nó gói rồi cũng đẹp lắm. Nó gói rồi xong cái nó lên nó cúng Phật rồi nó cho thầy con cái thầy ăn. Nhưng mà thầy ăn rồi thầy cũng cẩn thận, thầy mở ra thầy cắt rồi. Lấy cái dao thầy cắt thấy nó dai thầy đâu có ăn. Cái thầy kêu cái thằng hồi đó Ba Bu Lan đây đó. Thầy vô thầy nói đi tha. Cái thằng kia mà nó nói nghe bánh ngọt nó khoái lắm. Nó mới giờ mở cái bánh nó cắn hứ cái hai cái hàm răng dính rồi. Nó rút ra cái rồi lúc đó mà có thiền sư Thông Hải đó, thầy Thông Hải giờ cũng lớn rồi, thiền sư Thông Hải qua đó. Cái thầy nói thầy Thông Hải bữa nay cái thằng Lý nó mới làm bánh uống thì ngon, ăn thử rồi. Cái thầy Thông Hải ông đâu giống thầy, ông thấy mở ra cũng ngon ngon đó. Mới ông đưa vô ông cắn hứ cái hàm răng dính luôn. Cái ông nói thần Lý hại ông. Cười đâu mà vui lúc rồi ngày nào cái bắt đầu nó chửi, nói con bữa nay bị mấy người Ấn Độ gà. Thầy người này có vẻ là có người thất tình qua đây không, gặp anh kia rồi tôi có một người nào mà thầy kể là không, cái thằng người khác đó. Là người khác à thằng đen à, thằng à đen. Nên à, thằng đen.